Chào cả nhà hết nha. Hôm nay lên chơi với cả nhà một chút nha, lâu rồi không có lên màn hình để gặp lên video để gặp cả nhà. Hôm nay lên video để gặp cả nhà. Nói chuyện cả nhà chơi. Buồn nhớ cả nhà YouTuber, nhớ anh robot. Nhớ anh robot đó nha, anh robot. Anh robot nhớ đưa anh robot anh robot anh robot và anh cả nhà bữa nay cả nhà thấy thợ cắt tóc đệ nhất vô nhị có một không hai đó là ta. Đó là ta nha, mới vừa gọi đầu rồi cắt tóc vừa xong tự cắt nha cả nhà. Đây là thợ này là kêu bằng thợ, không đụng hàng với ai, tự lên cắt cả nhà thấy không, cắt tém ngang cái đôi tay ra đây hai bên hết à. Đây nó dài cái nó chỉa ra vậy nè cả nhà, bực bội quá cho nên giờ cắt tém lại vậy đó. Sao con mắt này bị giật 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 tăng tăng ta, mắt này giật tăng 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 tăng, biết cái chuyện gì đây? Thợ cắt tóc là Ngọc Thanh, nhất nhị du đệ có một không hai là Ngọc Thanh nha cả nhà. Ấy quên Thanh Ngọc nha cả nhà, trời tên mình cũng lộn nữa trời, Thanh Ngọc hô Ngọc Thanh, trời xin lỗi cả nhà nghe, tự mình nói lộn và tự mình đặt cho mình luôn cả nhà thấy không, nhất nhị cả nhà thấy này chưa, nay lên chơi cả nhà nè. À, cả nhà thấy em không? Đẹp không? Cả nhà nhìn thấy anh robot ơi, anh robot nhìn thấy cái lỗ mũi này là anh robot anh phái liền á, với cái hàm râu xéo xéo à. Giờ mình vẽ cho ngay là một chút coi. Gì đâu mà xéo xẹo lên vậy. Anh robot ơi, nhìn cái lỗ mũi em nè, anh robot thấy đẹp không? Anh robot. Anh robot YouTube ơi. Hàm râu giống hàm râu anh không? Anh robot. Cái hàm râu này giống anh dữ lắm nha anh robot. Lâu lâu ghẹo anh robot YouTube, đừng có giận nha anh robot ơi. I love you anh robot nha. Nay lên chọc tới anh robot nữa à, người ta nói rồi mà. Trời ơi, anh hùng trên sa mạc, cưỡi con heo nạc đi bắn dạng làm thun. Nói chơi chứ anh nay lên khoe với cả nhà là tự thợ Thanh Ngọc tự cắt tóc ở nhà một mình, không có cắt về sau cả nhà, cắt tém hai bên đây thôi, hai bên cái mép tai này nè để không thôi, nó dài xuống tới đây cái nó cu lũ chỉa ra như vậy nè đó. Cho nên cắt tém lại như vậy đó cả nhà, nhìn thấy đẹp không, quá đẹp cái lỗ mũi này rồi, lỗ mũi chưa từng có, chưa có đụng hàng với ai. Thanh Ngọc chơi là không chơi, không đụng hàng với ai hết. Bây giờ có cái nón nữa, cái nón đem dẹp cắt rồi, phải có cái nón đỏ nữa là kêu bằng hết sĩ con cào cào. Cả nhà mình thấy mình đang mình đang cúng mãng cầu với nho cho mẹ của mình không đó, mẹ gì
Mẹ Quan Âm của mình á, hôm qua đi Âu Son mua được mấy trái mãng cầu, mà mãng cầu không phải mãng cầu của Việt Nam cả nhà, mãng cầu của Mỹ á. Để mình lấy cho cả nhà xem nha, trái mãng cầu này nè. Đây, cả nhà mình thấy không? Hôm qua mình đi mua mấy trái mãng cầu này nó chưa chín nha cả nhà, chưa chín không? Nó chín là nó mềm mèo, cái này nó chưa chín không, mà nó chưa có ngọt. Hôm qua đi mua đó, mua được 6 trái, có 6 trái mình hốt luôn, hốt hàng hồ luôn. Đó, mấy trái mãng cầu này nè, cái về cúng cho mẹ đây, mấy trái ba mẹ mình đó với Phật bên nay ông địa xong. Có 102 là ta khạc 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 khạc. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn ở đằng sau mình kìa, quá trời luôn, đồ treo tường, đồ kỷ niệm, đệ nhất vô nhị. Cả nhà mình ai mà tay khô á, cả nhà mình mua cái này nè cả nhà, mua cái loại kem này nè là tay chân nó không có bị khô nha, nó không có sần sùi. Hồi trước tay của mình nó khô, tờ nó khô mà cái da nó cứ nó sừng 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 chịu không được, cứ cắt hoài. Với cái mình mua cái ra hoài tiệm mua cái chai này về cái thoa sức, giờ cái da nó mềm mỏng mà nó không có sừng sừ cái da lên nữa. Tại vì biết là sao không cả nhà, cái mùa mùa lạnh nè, mùa lạnh nó bên bên Pháp nè, là cái bàn tay mình với cái môi của mình nè nó khô lắm, lạnh nó khô lắm, cho nên xài cái này nè cho nó mịn da tay mà nó không có khô. Mình rửa nước, rửa làm đồ ăn hay là rửa chén hay là làm công việc nhà xong rồi á, mình trở lại mình thoa tiếp cái pomade này để cho cái da mình da tay mình nó được đẹp. Xong alo, anh chàng nào mà nhìn thấy cái lỗ mũi này là anh chàng đó cười cười bể bụng, cười té luôn á, cười té đi luôn á, cười chị nào mà thấy cái lỗ mũi với hàm râu này là khoái lắm, trời ơi. Mấy chị em nào mà thấy nhìn cái rổ mũi với cái bộ râu này là khoái lắm, cười té đáy luôn cười tè ra quần luôn. Hôm nay làm cái video chiếu lên cho cả nhà mình xem có giọng cười chưa, giọng cười này không có đụng hàng ai hết, giọng cười té ghê. Anh robot ơi, anh robot. Sao anh robot cứ mà cho em tột hoài vậy anh robot ơi. Bữa nay thứ bảy rồi, mơ chủ nhật
Mẫu thứ hai, thứ ba bắt đầu lên đường đi lèm. Thứ ba đi lèm, thứ sáu đi lèm. Tuần lễ đi làm 2 ngày thôi. Và thứ ba mình đi làm nguyên ngày là mình không có trả nợ cho anh chị em được nha, không có xem cho ai được hết. Chiều tối mình về mình sẽ coi cho hết những anh chị em nào mà đã vào xem cho mình, và mình thấy những cái chuông đó và mình vô mình xem tất cả hết nha cả nhà. Và ngày thứ sáu cũng vậy, tại mình đi đi làm nguyên ngày rồi đó, nó không có không mắt đi làm việc, không có mở điện thoại lên để xem lại cho cả nhà, cho nên đó là khi mà mình về nhà rồi á, cơm nước xong xuôi rồi thì mình ngồi lên trên cái máy tính mình trả ré trả hết luôn, không mắc nợ ai hết đó. Ai xem cho mình xem lại, ai không xem mình không xem. Thì mình cũng thông báo đây cho cả nhà mình biết là trong cái ngày thứ thứ ba thì mình không có trả nợ ai hết, rồi cả nhà mình nhớ là vẫn qua xem cho mình hết cái video nha, rồi chiều mình về bắt đầu mình qua nhà cả nhà sau nha cả nhà. Và ngày thứ sáu thì hôm nay mình lên mình thông báo cho cả nhà mình biết, để cả nhà mình đừng có nghĩ là tại sao mà ngày thứ ba mình không xem trả lại cho cả nhà. Ngày thứ ba và ngày thứ sáu 2 ngày đó thì mình không có nhà, mình đi làm, cho nên đó là cả nhà thông cảm, cả nhà cứ qua xem cho mình và để lại cái comment ở dưới, để lại comment rồi mình về mình thấy là mình nhào vô mình coi cái tên, rồi mình nhào vô mình xem lại cho cả nhà xem cho mình mấy cái thì mình cũng xem lại cho mấy cái luôn, chứ cả nhà đừng nghĩ rằng mình tại sao xem cho mình mà mình không xem lại, là lý do là thứ thứ ba mình đi làm và thứ sáu mình đi làm, thì mình lên thông báo cho cả nhà mình biết để cả nhà mình đừng có buồn tại sao mà cái ngày đó mình không qua, lý do là mình đi làm, thì mình lên mình báo cho cả nhà mình biết vậy nha. Cả nhà mình đừng có buồn em nha, cả nhà mình thương em nha, cho mình một một like nha và chia sẻ ra nha. Và luôn luôn ủng hộ mình nha. Để cho cái video của mình nó được anh robot đó ảnh ảnh cho mình được cái gì, được cái lượt view nhiều. Cái nhà mình vô mà xem có chút xíu chiêu á, mình không được cái lượt view rồi, cho nên cái video của mình nó bị mũi tên chĩa xuống đen thùi à, nó không có được cái mũi tên xanh, cho nên cả nhà thương mình thì cả nhà xem cho mình như thế, mình lúc nào xem cho cả nhà cũng xem hết trơn luôn, đi hết cuối đoạn đường luôn, khi nào cả nhà bye bye mình mới xem qua người khác, chứ mình không có xem mà chút xíu đâu, mình xem hết luôn. Bởi vì sao, nếu mình xem á mà không được có bao nhiêu đây thì cái lượt view của người ta nó sẽ tuột, thì mình biết như vậy mình phải xem cho người ta hết. Nhưng mà mình hơi buồn là tất cả ít có ai mà xem hết giống như mình lắm, người ta xem đến 10 phút hay là 10, cao tay lắm 10 phút là người ta thoát ra. Cho nên vì cái đó mà cái số lượng view của mình á nó tụt dần 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 hết đó. Thì hôm nay mình lên thứ nhất là Tiếu Lâm với cả nhà, thứ hai là phe cả nhà là đệ nhất vô nhị cắt tóc có 102 là ta. Thứ ba là cũng thông báo cho cả nhà biết rằng cái ngày thứ ba mình không có qua nhà cả nhà được, thì mình chiều mình đi về rồi cơm nước xong mình lên mình qua nhà cả nhà hết, ai mình cũng qua hết. Và cái ngày thứ sáu
Đó, thì mình thông báo cho cả nhà mình đều nắm rõ. Để không thôi cả nhà mình nghĩ rằng là mình không qua lại với cả nhà nha. Và cái điều thứ tư nữa là hôm nay lên Tiếu Lâm chút xíu, làm Tiếu Hề một chút xíu cho cả nhà mình đều xem, đều thư giãn cái ngày của cuối tuần. Cả nhà mình mệt mỏi, và đôi lúc đi làm về mệt mỏi, cả nhà mình xem cái video này, cái nhà mình thấy cái lỗ mũi và cái bộ râu này, cái nhà mình vui á là vui và cười á là cười, cười bể bụng luôn, là cái bà này Tiếu Lâm đó, cả nhà mình thấy không đây. Giống giống tài thiên đại thánh không cả nhà. Bây giờ mình vét cái cào cỏ này á, cả nhà mình thấy cái cào cỏ này chưa, vét cái cào cỏ này là tên cái gì, Tư Bắc Giới á, Tư Bắc Giới có cái cào cỏ này nè, phải không cả nhà? Phải phải Tư Bắc Giới nó có cái cào cỏ này không, hay là cái gì, Tôn Ngộ Không thì cái cây là mình nó cái này là cả nhà biết cái này không, cái này là để mình ngứa lưng á, cái mình thọc vô như vậy nè cả nhà, đó đó cả nhà thấy không, ngứa lưng á, ngứa lưng cái mình tự gãi á, mình tự gãi cho mình á, đó đó cả nhà thấy không, bây giờ mình thục với da cả nhà nha, pum 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 pum, quay lại là cào cỏ nha. Nè, ai ngứa lưng không, tôi cào cỏ cho. Đây, đây là cái thanh tre mà người ta làm cái bàn tay á, năm ngón để mà mình gãi ngứa về sau lưng á nha cả nhà. Và mình còn có một cái massage trên đầu nữa, để hôm nào mình lấy bây giờ mình cắt rồi mình cũng biết cắt ở chỗ nào. Nó nhiều chỗ cắt quá mình quên rồi. Nếu hôm nào mình nhớ cái mình lấy cái đó ra, cái mình là ngồi như này, cái mình massage cái đầu cho cả nhà mình thấy nha, massage đã lắm, massage cái đầu mình đã lắm. Cái đó là cái vật kỷ niệm của một đứa cháu chồng. Đứa cháu chồng nó Noel nó cái đứa này tặng này, đứa kia tặng kia, đứa nọ, tặng nhiều lắm. Và mình cũng tặng lại nữa. Noel năm nào cũng vậy, hay hoặc là Nouvel An của Tây nè, năm nào cũng vậy hết, cũng phải tặng cho nhau. Người này tặng mình tặng qua tặng lợi, tặng qua tặng lợi, tặng hoài luôn hàng năm. Nhưng mà mấy năm nay bị dịch, không có chưa, không có tới nhà ai hết, không có ai tới nhà mình hết, cho nên mình không có tặng cho ai cái gì hết. Thấy bà già tiếu không, bà già này Tiếu Lâm không cả nhà, mình thấy bà già này Tiếu Lâm bà già này đẹp không cả nhà, quá đẹp luôn á, đẹp nhất là cái bộ râu, nhì là cái lỗ mũi, ba là cái mắt kiến, là có nhiêu đó thôi, có nhiêu đó mà hả, người ta mời mình á, mời chết luôn á, mời muôn quánh á chứ không phải mời thường. Mời quánh á cả nhà, trời ơi, thấy mình cái là nhào nhào tới liền, tưởng nhào tới ôm hôn, ai ngờ nhào tới cho mấy bạt tai luôn. Nhưng mà làm sao quánh mình được, trời ơi, nó vừa tới cho mình thủ liền á, mình thủ liền á, tay dưới tay tay trên chụp, tay dưới bóp á. Nếu là đàn bà là hai tay chụp liền á, chụp với nhau quá, còn đàn ông là người tay dưới người ta trên. À, ta dưới này chụp vô, bóp bóp bóp, ta trên chụp cái lỗ mũi kéo ra. Trời ơi dữ lắm nha. Nhưng mà chưa có quánh ai hết. Ai nhìn thấy mình là cũng khoái lắm á. Trời ơi, từ con nít nó cũng khoái lắm á. Phải chữ á. Bây giờ
giờ thì mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà hết nha. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy cuối tuần luôn vui vẻ, vui luôn khỏe mạnh và làm YouTuber đại 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 thành công nha cả nhà. Giờ mình ô qua cả nhà hết nha. Bye bye cả nhà nha. Gỡ cái lỗ mũi rồi. Đem cái nha, trở lại bình thường. Tìm chụp hình cái gì cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha.